Bác tình tập thể thao đấy ạ? Không, nhưng mà cứ mỗi sáng thế này nó vừa khỏe người mà lại giữ được vệ sinh môi trường nữa anh ạ. Thế nó mới tốt. Và ok, Vũ, Vũ ơi, nhanh lên Vũ ơi. Bác à? À chào chị. Khẩn trương lên con. À nhanh lên không là muộn học cháu. Thôi bám chắc vào mẹ nhá. Hai mẹ con đi cẩn thận đấy. Anh Thao này. Dạ. Các con tôi đã ký xong giấy tờ cái nhà này. Kỳ này làm giấy chứng nhận sở hữu cho anh. Không còn vướng mắc gì nữa. Anh đã ướm hỏi mức thuế bao nhiêu chưa? Bác ơi, thuế má đáng là bao nhiêu đâu. Cái chính là trước bạ cho xong xuôi. Chứ cái nhà này 10 năm qua mang tên bác, lắm thứ phiền hà. Bác vào xơi nước đã à? Anh cứ đi làm đi. À anh Thao này. Dạ. Anh Thao này, chả nói dối gì anh, cái nhà hoang phế của tôi các con tôi cũng bảo bán nốt đi. Dạ. Tôi già rồi, tôi sang ở với thằng con cả tôi. Thế cũng phải. Chứ bác sống lọ mọ trong ngôi nhà siêu vẹo này, cháu cũng thấy ấy này. Giá như anh chị là loại hàng xóm chẳng ra gì thì tôi cũng bán nhà đi lâu rồi. Sống bên anh chị như ruột thịt, sống độc thân mà chẳng thấy cô đơn. Ê, người già hay chuyện chàng trai mà. Mời bác vào nhà sân nước. Ai lại đứng ngoài ngó tâm sự thế này? À, anh cứ về chuẩn bị đi làm. Dạ, tối vâng. Ta lại nói chuyện nhá. Vâng. Anh lấy cho em cái túi một thể nhá. Ừ. Nhà ông Tình có ai mua chưa? Anh chưa kịp hỏi. Mà đấy có phải là việc của mình đâu. Em chỉ sợ mình lại phải sống với người hàng xóm trái tính ngang ngược tiểu khốn. Em cứ hay lo xa. Có phải là khu tập thể đâu mà sợ. Chưa anh có về ăn cơm với mẹ con em không? Thôi, để em đi đón thằng Vũ. Hai mẹ con ăn cơm bụi vậy. Anh đang bận lại phải đón nó. Giờ việc của anh ra. Em đi nhá. Lan đi à? Chị Hạnh, mấy hôm nữa bọn em tổ chức, em mời anh chị. Anh chị nhớ à, đến với chúng thế em à? Nhá. Ờ, vui quá. Chủ nhật tới đấy chị ạ. Chúng em sẽ thế này thì chị. Là bọn chị lại được đi dự đám cưới rồi đây. Vâng ạ. Sao không mang chú rể đến hả? Dạ, anh ấy đến sau ạ. Thôi, em đi nhá. Ờ. Thế nào, sửa xong tập ký ức màu xanh chưa? Mày cứ làm tao như robot đấy. Mới một ngày mà đã dục. Tao có dục đâu, nhà in họ dục đi chứ. Thôi được rồi, vào đây. Kỳ này họp giao ban, cậu phải đề nghị tổ vi tính đánh chữ cẩn thận. Trang nào cũng hai ba lỗi đấy. Đây, xem đi. Hôm qua 2 giờ sáng mới xong đấy. À, Phương, mua được đất làm nhà chưa? Cậu vừa chuyển sang kinh doanh địa ốc làm nhà đấy à? Máu đầu la rồi đấy hả? Mày chỉ lắm chuyện. Trả lời đi, mua được đất làm nhà chưa? Lắm mối tối nằm không, thèm đến 3721 nhà. Cậu bỏ các địa chỉ ấy đi, về làm hàng xóm với vợ chồng mình. Cậu không thích à? Cái khu đất sát vách nhà mình ấy, ông chủ định bán nốt. Mua đi, đất đẹp đấy. Kỳ này nhà nước làm giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, ông ấy làm cả cho hai chúng mình thì đẹp quá. Xa quá. Ờ, thì cũng bằng mình lên đây làm việc mà. Không, xa nhà mẹ tôi quá. Ừ nhỉ. Tiếc thật, mình cứ lo sắp phải ở với người hàng xóm xa lạ. Nếu có Phương ở cạnh, mình yên tâm hơn. Nhưng để tớ tính lại một chút, xa mẹ vất vả đấy. Nếu cần, mình đánh đưa cụ về đấy sống vậy. À, tuyệt vời. Ông xã nhà cậu 3 năm nữa mới về. Cậu đến ở cạnh mình, có muốn lén phén cũng không được. Nếu mình lén phén với ông Thao nhà cậu thì sao? Càng tốt. Anh Thao, giám đốc đi họp,
Nhờ em nhắn lại với anh chuẩn bị một số tài liệu mô sinh của các loài gà lôi lam đuôi trắng hay sao ấy. Chuẩn bị hội thảo à? Không ạ, chuyển các con giống vào Sài Gòn. Anh biết kế hoạch liên danh rồi chứ? Kỳ này mình chuyển các loại lông vũ từ ngoài này vào, kết hợp đưa thú dữ từ trong đó ra. Anh phải chuẩn bị các cứ liệu khoa học và anh sẽ phải bay vào cùng giám đốc đấy. Rồi. Ấn thứ sáp vào. Gì mà xem kỹ thế? Bao nhiêu? Cho tôi xem nhờ tí anh. Đúng 80 mét anh ạ. Hơn 80 mét anh ạ. Hơn 80 mét. Hơn 80 mét là bao nhiêu? Nói chính xác xem dạ. Nào. Đo lại. Dạ. Hai nhà bên tông tích ra sao? À, đều là cán bộ cả. Ôi giời, cán bộ là một chuyện. Nhưng nguồn gốc ra sao? Hả? Nhà này thì tôi không rõ lắm. Nhà kia thì tốt quá. Nhà trước của tôi, anh chị mua đang làm giấy tờ. Anh chị sống với tôi như ruột thịt. Ruột thịt? Dạ vâng. Dạ thưa anh, 81m22. Mời anh vào nhà xây nước ạ. Dạ mời anh vào trong này ạ. Anh có thấy không? Khu đất trong kia cứ như là quê. Họ mà xây lên đàng hoàng thì nhà này là cửa ngõ đấy anh ạ. Những chuyện đó còn lâu. Thôi được rồi, nhưng mà xem xét kỹ lại giá cả đấy nhé. Đây, tôi đưa trước 500 đô. Hai ngày nữa sẽ quyết định. Dạ vâng, xin đâu. Chào nhé. Các chú này, cái anh mua đất kia tông tích ra sao? Có phải ở hải ngoại về không? Bố hỏi để bíp ông ấy à? Bố già này vớ vẩn, có đất được giá thì cứ bán, lại còn hỏi lý lịch của thượng đế, bố không được hạ giá nhé. Đứng về luật mà nói, hai bên có thương lượng gì phải thông qua chúng con trước. À dạ thế. Mẹ ơi, hôm nay con được 8 điểm toán, thầy hứa muốn cho con một con vẹt mà. Bố hứa đấy chứ. Phải không hả bố? Tất nhiên rồi. Không phải con vẹt, vẹt ở vườn thú của bố to và trắng cơ, có màu cơ, không cãi nhau như lũ vẹt này. Thế để mẹ bảo bố đèo con lên vườn bách thú của bố mua con vẹt đấy nhé. Có phải không bố? Vẹt trên đó hả? Được đấy. Đợi bố bán xe máy này đi mua cho con, rồi cả nhà mình đi bộ. Bố ơi, muốn cháu tờ báo. Em có mua báo không? Không. À, vâng. Anh mua cho em một tờ. Chú mua cho cháu tờ báo An Ninh nhé. Ừ.
Mẹ ơi, sao về lại hót cả ngày lẫn đêm ạ? À? Không cho con học bài. Thế con bảo nó ngủ đi. Vẹt, ngủ đi cho tao học bài. Ngủ đi. Thôi, để mẹ mang nó ra ngoài kia. Chắc ở đây đèn sáng, nó tưởng là ban ngày. Nhưng sao con bảo nó ngủ mà nó không ngủ? Chốc nữa bố về, con hỏi xem có cách nào làm cho Vẹt ngủ không nhé. Anh Thao này, theo anh nếu hắn chịu ra ấy, tôi có nên bán không? Sao bác lại hỏi thế? Việc mua bán... Tôi hiểu. Tôi coi anh chị như ruột thịt. Loại người như thế về sống kề bên anh chị. Anh ấy quá. Người ấy không hợp với anh chị đâu. Đã đành rằng đèn nhà ai nhà ấy rạng. Nhưng hàng xóm láng giềng mà phải đối mặt đối phó với nhau, nhìn thấy nhau phải quay lưng đi. Hạng người nói trống không ấy. Tôi sợ là với anh chị, quét rác ở ngoài ngõ cũng phải tính từng gang tấc. Thôi bác ạ, đời có số có phận. Bác già rồi, nghĩ nhiều làm gì. Bác có đi chỗ khác ở, nhớ đến nhau, về thăm nhau vẫn gần gũi. Nếu vui, bác ở lại đây chơi với vợ chồng chúng cháu vài ngày. Thí dụ như việc cháu đi công tác kỳ này, có thể cháu phải mời bác về đây chơi ít bữa, để cho mẹ con thằng Vũ đỡ vắng vẻ. Dạ, cháu hiểu. Bác cũng có nỗi vấn vương biện dịn. Chả gì, bác cũng ở mảnh đất này gần hết cuộc đời. Anh nói như vậy là anh đã hiểu tôi quá rồi. Thằng Huy nhà tôi cũng nói như anh, nhưng nó lại bảo cuối đời bố con nên sống với nhau, mới lại bán nhà được ít tiền, gọi là hương hỏa cho con cháu. Ngân nga tiếng suối, vi vu gió ngàn, mưa xuân đậm lá ngụy trang, ra thuyền tuyến ở vàng hoa mai. Bao lô nặng, súng cầm tay, đường xa biết mấy dặm dài nhớ thương. Mẹ ngủ rồi à mẹ? Con thuộc chưa? Thôi ngủ đi. Bố về. Thôi ngủ đi. Bố về thấy con chưa ngủ, bố lại trách mẹ đấy. Đất bên ông Tình bán rồi. Ông Tình đã nhận tiền đặt cọc. Ai sao bán mà nhanh thế hả anh? Cậu Huy, con trai ông Tình. Tiếc cho cây phường quá. Nó về ở đây thì tốt. Có xoay lại được không anh? Anh không dám nói về việc chị Phương muốn mua đất của nhà ông Tình. Nói ra sợ ông Tình lật lại. Mà... người mua đất của ông Tình mới ở Đức về. Ông Tình cứ buồn rười rượi. Theo nhận xét của ông Tình thì người ấy cũng chẳng hay ho gì cho lắm. Anh cũng lo sao? Có chứ. Ông Tình làm anh buồn lây à? Ừ. Anh đúng là một người đàn ông. Ừ? Đàn ông hay nghĩ xa. Em nói ngược. Em mới là người hay lo xa đấy chứ. Nhưng anh nghĩ lớn hơn. Bố mẹ lên đây với con nào. Vẹt ngủ rồi, sao bố mẹ chưa đi ngủ đi? Bố mẹ đi ngủ đây.
Mà tại sao con chưa đi ngủ? Vì bố mẹ cứ nói chuyện nên con chẳng ngủ được. Thôi, xin lỗi cậu cả nhé. Thế nào, mai con có dậy sớm như Vẹt không? Vẹt không ngủ muộn hả bố? Chúng nó dậy từ tờ mờ sáng cơ con à. Thôi, ngủ đi. Mẹ ơi, mẹ hay dậy sớm. Khi nào chúng nó trí chóe, mẹ gọi con dậy nhá. Ờ, tất nhiên như vậy rồi. Thôi ngủ đi con. Anh viết xong báo cáo rồi à? Ừ. Này, có phải tất cả các loài vẹt đều dậy sớm không đấy? Đúng. Em tưởng anh bịa à? Anh biết tính nết tất cả các loài chim. Tất cả các loài chim? Ừ. Em cũng biết nhá. Em thì chỉ biết có một loài thôi. Tỷ sứ ạ. Nếu thay đổi kế hoạch, anh được về trước 4:30. Anh gọi điện lên cơ quan báo cho em. Hai mẹ con sẽ lên đón anh. Nhân tiện cho thằng Vũ xem gấu mèo luôn. Chưa chắc anh đã về kịp đâu. Đón khách lại phải đi chiêu đãi. 9 giờ về là ít. Vâng, nhưng em cứ dặn thế. Em này, buổi chiều đi làm về tan tầm đường đông. Em đi cẩn thận nhé. Vâng. À này, vào xem khu đất giãn dân ra sao đi. Ờ, thế khu đất giãn dân có bản đồ rồi à? Không phải việc của ông. Này, 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 này. Tôi hỏi để cho biết thôi. Chứ tôi không phải là cái hạng người mà thấy đất sắp có giá trị là đòi tăng giá đâu. Tôi mà không muốn bán cho anh à, thì tiền đặt cọc của anh không là cái gì cả. Tôi trả gấp đôi đúng luật là xong. Thôi, ta vào trong kia xem đi bác. Đi bác. Này, 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 này. Anh kia đâu rồi? Nhà cháu đang bận tiếp khách ạ. Khách mua đất đấy. Tôi lộn ruột quá. Vào đây con. Vâng ạ. Trời ơi, bác Tình, bác để đấy, bác ra tiếp khách đi, đừng để ông ấy quay lại đây nhá. À, à, bác Tình. Nếu ông ta có hỏi thì bác bảo cháu tên là Thủy nhá. Thủy, nhớ nhá. Thủy, bác ra đi, đừng để họ quay lại đây nhá. Bác ra đi. Đi. Đất ở đây rất đẹp. Ấy, anh cứ nhìn tất cả mà xem. Đấy, anh có biết không? Tôi nghe nói là khu vực này sau đây sẽ xây 5 nhà, 10 tầng, vị trí là 1.000 căn hộ, 4.000 dân cơ đấy. Có cả nhà trẻ, trường học, cửa hàng, rất là sầm uất. Cho nên khu đất nhà tôi ấy là... Bác, cái chị hàng xóm tên là gì nhỉ? Thủy. Con trông. Mua bán xong xuôi sau này sẽ biết việc gì mà hỏi lý lịch sớm thế. Hàng xóm quyết định giá trị ngôi nhà. Thế thì mảnh đất của tôi cao giá hơn nhiều.
bác vào đi. Khách đi rồi hả bác? Tại sao cô lại phải giấu tên? Cô nhìn diện mạo hắn cô khó chịu lắm phải không? Đợi Thao về tao bàn, có nên bán cho hắn hay không? Dạ. Thôi tôi về nhé. Dạ bác đi ạ. Sao thế hả mẹ? Ai thế hả mẹ? Con cho vẹt ăn no chưa? Con cho nó ăn mãi mà nó không no. Sao con không cho nó ăn no rồi con hẵng ăn? Chơi thế con chết đói à? Vũ ơi! À! Bố về! Con chào bố. Ăn cơm chưa? Này, cất cho bố. Vâng ạ. Anh. Ôi, may quá, nhà chưa ăn cơm. Anh tưởng lại phải về ăn cơm một mình. Em tưởng anh ăn tiệc. Anh say à? Chờ ăn tiệc thì no rượu. Anh Chuẩn. Alo. Chị ơi, cho em gặp anh Thao ạ. Hổ đẻ rồi. Hổ đẻ à? Dạ vâng ạ. Nhưng anh Thao có thể làm được gì ạ? Chị ơi, chuyện khẩn cấp cho em gặp đi ạ. Alo, Thao đây. Em đây. Mày làm đây à? Dạ vâng ạ. Anh Thao ơi, hổ đang đau đẻ nguy hiểm lắm anh ạ. Có sự cố à? Dạ vâng ạ. Đẻ được chưa? Dạ, chưa ạ. Chưa đẻ được à? Đấy, anh có nghe thấy tiếng nó gầm không? Có, tôi có nghe thấy. Nó đau lắm. Thế à? Anh ra lệnh xử lý đi ạ. Được. Có được dùng súng gây mê không? Để tôi ra đó xem thế nào. Vâng vâng, mọi người đang chờ anh ạ. Giờ cái lão bảo thúy giờ này mà vẫn chưa thấy đến là thế nào không biết nữa. Lão thật đấy. Lão cọc cái xe đạp sao mà đến được. Này này, ruột.
Cái gì? Hai con đâu quý hiếm như thế này. Ôi chồng nó tưởng quấy. Lão bảo không biết qua là nó tiêm cho nó nghe. Ta biết được. Mấy tiêm rồi đấy. Đến đâu mà tiêm? Đến rồi. Cao giờ này không đến. Hai cháu làm chuyện gì nhỉ? Bọn mình thì quyết được cái gì? Bọn mày cười nhỉ? Bình tĩnh xem nào đã. Đấy nó làm im đấy. Hôm nay tao thấy nó sục sạo ghê quá, như muốn dọn ổ ấy. Thế mà mày không báo cáo đi. Rồi ai mà biết cái nào đâu mà. Đúng rồi. Báo cáo ngay đi. Mày lấy đâu tính thời gian mà tháng. Chúng mày giỏi ra mà trông nó mà báo cáo. Này, tao bảo này. Chiều nay trời trở gió, tao tưởng nó thay tính đổi nét. Anh Thao, chờ em. Mẹ nó yếu lắm phải không anh? Già hết nước ối rồi. Sao nó không kêu nhỉ? Trẻ con đẻ xong nó kêu ngay thôi mà. Đúng rồi, nó phải khóc nhỉ. Hay là bóc màng. Bóc màng cho nó vậy. Anh ạ. Tình hình ra sao rồi? Nó đẻ rồi anh ạ. Trong kia đang xử lý. Cứ từ từ nha. Để cẩn thận khám nó rơi đấy. Rồi. Sao rồi? Thế nào? Như vậy là nó đẻ sớm trước 17 ngày. Nước ối ra nhiều không? Bọn em đã xử lý kỹ thuật bọc màng. Mẹ nó yếu quá. Thôi được, tôi phải nhờ bên y tế can thiệp. Alo, phòng cấp cứu đấy ạ. Vâng, anh cần gì ạ? Vâng vâng, chị có thể giải quyết một ca đẻ non như trẻ sơ sinh nằm trong lồng kính không? Đẻ ở đâu, trạm nào nữa? Vườn Thú Hà Nội, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Tôi sẽ đến ngay. Vâng vâng, cảm ơn chị. Phúc này, xe cấp cứu sẽ đến. Họ sẽ nuôi nó trong lồng kính. Anh cứ để bọn em mang đi và theo dõi vì ngày mai anh đi công tác Sài Gòn. Điện ở vườn thú đến lắp cái chuông vào bên nhà ông Tình. Anh đi xa, nếu có động tĩnh gì thì em có thể bấm chuông gọi cho ông ấy. Thôi anh đừng bận tâm quá, em tự lo được mà. Mày lại mua báo đấy à? Chưa biết chừng bọn trẻ lang thang cơ nhỡ nó lại cần có mày làm mẹ cũng nên đấy.
Chúng nó xa mẹ mà. Alo. Anh gặp Hạnh à? Vâng, anh đợi một tí. Hạnh ấy có điện thoại. Vâng. Alo. À, Hạnh đây à? Vâng. Ừ, anh đây. Này, mọi sự tốt lành em ạ. Thế ạ. Anh đi Sài Gòn trưa hôm nay nhé. À, em về mang vali đến cho anh nhé. Thôi, để trước khi ra sân bay, anh ghé qua nhà cũng được. Dạ vâng. À, anh ơi, đêm qua em quên không hỏi anh. Các chị ở trong phòng hỏi em, hổ con là đực hay cái? Nó đẻ có mỗi một con thôi. À, con cái. Chị Hạnh hỏi xem hổ mẹ đã có sữa chưa? À. Thôi, tạm biệt em nhé. Chào. Dạ. Anh ấy bảo con hổ con là con gái. Ông Thao yêu hổ lắm nhỉ? Nếu hổ ông gọi là con, thì thằng Vũ ông gọi là gì? Ông gọi là bố. Kìa, Mai Lan! Mai Lan! Này, cậu Huy lái xe đâu rồi nhỉ? Anh ấy bảo 10 giờ mới đến đón các anh được. Chết cha, 11 giờ máy bay cất cánh. Bây giờ tôi phải ghé qua nhà lấy đồ. Anh cần gì để em giúp ạ? Cô có xe ở đây, chờ tôi về nhà một chút. Tôi có một chiếc xe máy, mà vợ đến cơ quan mất. Vâng, em chở anh về nhà cũng được. Alo, 108 đấy hả? Chị cho tôi hỏi số nhà, số điện thoại của nhà ông Thao. Vâng, số 21, tổ 19, khu hoa quả. Vâng, cảm ơn chị. Alo, tôi xin nghe đây. Dạ xin lỗi, anh có phải là anh Thao không ạ? Vâng, tôi Thao đây. Anh cho gặp chị Thủy một chút với ạ. Thủy nào? Dạ. Anh là ai ạ? Thế chị Hạnh có nhà không ạ anh? Anh cho tôi gặp một chút với. Nhà tôi đi làm. Nhưng anh là ai? Dạ, tôi là bạn của Thủy. Thủy á? Vâng. Bạn của Thủy ạ. Ở đây không có Thủy. Vâng, cảm ơn anh. Alo, nhà xuất bản đấy à? Tôi là Thao đây. Cho tôi gặp Hạnh. À, alo, anh đi à? Ừ. Anh chưa đi à? Chưa, anh đang ở nhà. Vừa rồi có một người gọi đến máy nhà mình, hỏi một cô Thủy nào đó. Em có biết không? Hay họ nhầm số máy? Không, họ hỏi đúng tên anh, rồi tự nhận là bạn của Thủy. Bạn em có ai tên là Thủy không? Không. À có. Nhưng bạn cũ, lâu lắm rồi, em không quan hệ. Thế hả? Thôi được rồi, anh vào tới trong đó, sẽ gọi điện ra báo số máy cho em sau. Nếu có việc gì, báo tin vào cho vâng, anh nhé. Tạm biệt anh.
Hai là này, anh nhờ em một việc. Những ngày anh đi công tác, em gọi điện thường xuyên cho chị Hạnh nhé. Nếu có gì, em đến giúp anh. Sao lần này anh dặn dò em kỹ thế? Mọi lần anh đi vắng, chị Hạnh vẫn gọi em đến ngủ cơ mà. Đi Sài Gòn có mấy ngày mà cứ như đi xuất ngoại ấy. Thì anh cứ dặn thế. Bỗng dưng... À mà thôi, đi đi không muộn. Alo, anh đấy à? Alo, anh Thao đấy à? Hạnh, anh đây, Quắc đây. Xin lỗi em, anh rất muốn gặp em. Anh... Xin lỗi, ông nhầm máy rồi. Alo. Hạnh phải không? À, anh Thao đấy à? Anh đây. Sao em để anh đợi mãi thế? Chắc lại giặt giũ thế nhà phải không? Vâng, à không. Em bế con lên ngủ với em. Vừa nãy sao máy nhà bận lâu thế? Hả? Không, không. Bao giờ anh xong việc? Xong việc anh ra ngay nhá. Anh lo cho em quá. Có chuyện gì không? À, không, không. Anh ít khi xa nhà, em mong thôi. Số máy của anh đây nhé. Vâng. Em ghi đi. 0885637741. Em ghi chưa? Dạ xong rồi ạ. Vâng. Em không quên được. Anh có khỏe không? Nhớ em, nhớ con quá. Nhớ lại đi xe trong phố cẩn thận. Ngủ dạ. Đi, đừng có ham việc. Em ngủ đi nhé. Vâng. Hôn em. Chào em. Hôn anh, mong anh ra. Alo, anh ơi, em đây. Từ giờ đến lúc anh ra, anh đừng gọi cho em nhé. Em sẽ tự gọi vào cho anh hàng ngày. Em sẽ cắt liên lạc để không ai gọi tới. Sao thế em? Cái anh chàng nào cứ gọi đến tìm Thủy phải không? Vâng. Mong anh ra. Thôi nhá. Chào bác ạ. Đúng như hẹn, hôm nay ngày lành tháng tốt, cháu đến xin được tiến hành thủ tục nhà với bác. Bác cầm giúp hộ cháu với ạ. Bác ạ, sau khi xem xét thấy là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bác cho phép cháu được thay thế mối quan hệ của bác với gia đình nhà anh Thao ạ. Gia đình nhà anh Thao không có nhà hả bác? À, không, anh chị và cháu bé đi vắng cả rồi ạ. À thế ạ. Thưa bác, bác có thể cho cháu vào nhà để thưa chuyện với bác được không ạ? Vâng, mời anh vào. Nhà cửa toành toàng quá.
không tiện. Ôi dào, bác cứ coi cháu như là anh Thao, là nhà cháu có phúc lắm rồi ạ. Mời anh vào. Vâng. Mời anh vào. Thưa bác, miếng trầu là đầu câu chuyện, đó là phong tục của người Việt Nam đấy ạ. Thế anh thuộc dân tộc nào? Dạ, hôm nay cháu mới giải bày với bác về nhân thân của cháu. Cháu là người Việt, tha phương 10 năm nơi đất khách quê người, không chịu được cảnh bản xứ xua đuổi. Cháu về đây ít ngày tìm một miếng đất xây nhà, để sau này trở về với cội nguồn. Được bác để cho mảnh đất này, cháu thấy yên tâm lắm ạ. Dạ, cháu xin gửi bác một chút quà mọn ạ. Thế hai ông môi giới đâu rồi nhỉ? Các ông ấy ra lệnh cho tôi chỉ được bàn việc mua bán nhà khi có mặt các ông ấy ạ. Hai cái thằng danh ấy mà bác quá lời, gọi nó bằng ông à. Bác ạ, lệnh đối với chúng nó là lệnh tiền. Cháu sẽ chu tất cho chúng nó. Bây giờ việc chỉ có hai bác cháu mình, hiểu biết, thẳng thắn với nhau. Bác hiểu chứ? Bác ạ, việc mua bán thì chẳng có vấn đề gì lớn đâu. Cháu về đây ở, trước lạ sau quen. Nhưng mà hình như là chị vợ anh Thao không có thiện cảm đối với cháu. Cho nên cháu nhờ bác chuyển dùm món quà mọn này, nói hộ là người hàng xóm tương lai biếu cháu nhỏ. Cháu cũng nhờ bác thưa lại với chị Thủy anh Thao rằng đây là thể hiện lời xin lỗi chân thành của cháu. Nếu như trong cung cách tác phong của cháu có gì không phải, mong anh chị bỏ qua. Bác giúp cháu bác nhé. Bố Thao nó làm vườn thú, chắc thằng Vũ thích lắm đấy. Thằng bé tên là Vũ hả bác? Nó làm giỏi thật đấy. Còn đẹp hơn cả con gấu ở vườn thú Hà Nội. Bác ạ, bác nói với cháu Vũ là cứ ấn vào chỗ này này là có nhạc đấy. Đưa mẹ xem nào. Thôi xuống rửa mặt mũi chân tay rồi đi ngủ. Dạ vâng ạ. Thôi tắt đi Vũ. Bảo tắt đi mà. Khổ quá đi mất thôi.
ơi. Dạ. Mẹ bảo này, mẹ sẽ đến đón con sớm. Nếu có ai tìm, con không được gặp nhé. Nhớ chưa? Bây giờ lắm mẹ mìn lắm đấy. Đàn ông hay là đàn bà hả mẹ? Đàn ông. Có cả đàn ông là mẹ mìn nữa. Con nhớ chưa? Vâng ạ. Bác Tình, bác làm gì thế ạ? Sửa lại cái máy. À, thế ạ? Thưa bác. Có việc gì thế anh? Thưa bác là hôm trước cháu có gửi bác đưa cho cháu Vũ ít quà. Chắc là nó thích lắm bác nhỉ? Vâng. Hôm nay cháu lại phiền bác nữa đây. Bác chuyển giúp hộ cháu ít đồ chơi cho cháu Vũ ạ. Thôi anh ạ, anh cho cháu như vậy đủ rồi. Thế ạ? Thế thôi, ta vào vấn đề chính bác ạ. Hôm nay cháu đến xin được chồng tiền cho bác. Ta vào nhà chứ bác? Vâng. Anh đợi tôi một lát nhé. Gửi anh cái này. Thế này là thế nào hả bác? Bác nói giá bao nhiêu, cháu mua của bác bấy nhiêu. Bác là người lớn, cháu không bắt của bác một xu. Cháu không mua rẻ của bác đâu. Anh Quốc, tôi không lật anh. Anh thông cảm cho tôi. Tôi không bỏ đất này mà đi được. 40 năm nay tôi sống ở đây, sinh con đẻ cái. Giờ chúng ta đã nên người. Cho nên là anh thông cảm cho tôi anh Quắc nhé. Thôi được rồi, thế thì cháu đã hiểu. Chào bác. Thank you.
không tin được. Em không tin. Không tin được. Đã tin chưa hả em? Anh lại đến thế kia. Ta đã hành động bằng bàn tay này. Có phải bàn tay của ta không? Hay là bàn tay của quỷ xui khiến? Sau cái đêm đó, tâm can của ta lại tối tăm như vậy. Trời ơi, Hạnh, anh đã mất em. Anh đi đi, anh để tôi yên. Tôi xin anh đi đi. Tha lỗi cho tôi. Hãy xa nhau ra. Anh xin lỗi em. Anh tôn trọng hạnh phúc của em. Nhưng anh chỉ xin em cho anh được gần thằng Vũ. Tình cha con mà. Không. Không. Anh không phải là bố nó. Anh xin em, anh vẫn tôn trọng hạnh phúc của em cơ mà. Anh chỉ muốn được gần nó thôi. Em nỡ nào. Anh đi đi. Tôi có thể chết ngay tại đây bây giờ. Anh đi đi. Ngồi đi cháu. Ông ơi, cháu muốn gửi con gấu cơ. À, được. Ui da. Ấy, nằm xuống. Ông ơi, cháu bật nhạc nhé. Ồ, mẹ cháu ghét con gấu này lắm. Thôi, nhắm mắt vào. Alo, anh Thảo đi ạ. Anh đây. Hạnh phải không? Trời ơi, anh mong em quá. Anh linh cảm có chuyện gì xảy ra với em. Hạnh ơi, Hạnh. Hạnh, trả lời đi em. Hạnh, nghe anh nói gì không? Hạnh. Alo, cô Hạnh. Alo, cô Hạnh. Cô Hạnh làm sao thế này? Cô Hạnh đây không? Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi cô Hạnh ơi. Nào, tỉnh lại đi. Ui giời. Vũ ơi, Vũ. Xem mày cháu làm sao đây Vũ ơi. Vũ. Alo. Tỉnh lại đi.
chứ để cho mẹ cháu ngủ. Cháu có biết số điện thoại của bố cháu ở trong Sài Gòn không? Không. Ai? Cháu đây ạ. Bắc Tình đây ạ. Cháu là Thao đây ạ. Nhà cháu đâu ạ? Anh về đúng lúc quá anh à. Khẽ chứ. Cô ấy đang ngủ. Dạ vâng. Tai qua nạn khỏi rồi. Vâng. Tôi van anh. Bệnh viện họ bảo nếu cô ấy bị kích động thì vỡ tim. Trời. Cô ấy mà thấy anh lúc này thì sự việc xảy ra như thế nào hả bác? Nghĩ lại, tôi thấy sự việc bắt đầu từ khi các anh mua đất, lại cho thằng Vũ quà. Cô Hạnh hoảng sợ, dặn tôi là đừng nhận quà nữa. Còn việc bán nhà, cố gắng hoãn lại để đợi anh về. Dạ. Thế rồi chiều qua lo lắng quá, cô ấy bảo tôi sang bên này ngủ ở buồng thằng Vũ, trông nhà hộ, để nhỡ tay quắc có đến thì còn chống đỡ được. Mà sao anh biết tin nhanh thế? Cô ấy bị ngã khi máy điện thoại chưa cắt. Đừng bỏ mẹ con em. Đừng bỏ mẹ con em nhé. Hạnh. Hạnh. Anh không bao giờ bỏ em. Không bao giờ. À! Ông ngủ chặt quá. Nói khẽ chứ, ông xin lỗi cháu. Mẹ cháu đang ốm đấy. Đi đi, đi đi. Mà này, đến trường là không được theo ai nhá. Uống cố đi. Mấy ngày hôm nay em không ăn uống gì cả. Uống hết đi thì mới lấy lại sức được. Anh có tin rằng Vũ là con của chúng ta không? Sao em hỏi lạ thế? Còn anh biết chứ? Thế việc Quắc nhận Vũ là con, anh không nghi ngờ gì sao? Anh thoáng nghĩ chắc chỉ là chuyện dĩ vãng. Qua rồi. Dĩ vãng. Nhưng em đã giấu anh. Anh Thao, vì anh quá yêu em nên em đã giấu. Em sợ. Thao, ngồi sang đây với em. Em phải kể lại hết.
dù anh có át đuổi em. Thôi, kể lại làm gì? Sao? Anh dừng dưng với em đến thế kia ư? Quên đi. Anh chỉ mong em quên đi để nhẹ lòng. Tao, em còn một đứa con nữa. Giờ không biết nó ở đâu. Anh có nhớ ngày chúng mình gặp nhau không? Cái ngày em mới đi thực tập ấy. Nhớ chứ. Ngày đó em mới tốt nghiệp, nhận việc ở nhà xuất bản. Thế trước khi cưới nhau, anh có biết em đã yêu Quắc không? Không, anh không biết. Mà anh không cần biết. Biết để làm gì? Chỉ cần em yêu anh là đủ. Nhưng bây giờ anh phải biết. Ngày đó, trong năm học cuối cùng, năm thứ tư ấy, em đã yêu Quắc. Em phải biết rằng chúng mình sang bên đó họ cưới nhau rồi sinh con. Con của chúng mình sẽ nghiễm nhiên trở thành công dân của nước họ, sẽ được họ cho hưởng mọi tiêu chuẩn của luật pháp bên đó. Còn bây giờ em mang thai sang bên đó thì sẽ bằng không, thiệt thòi đủ điều. Thế mà em cũng không quyết định được à? Visa đã xong, thời gian không kéo dài được nữa đâu em ạ. Em đã hiểu những điều anh nói chứ? Không. Em sợ à? Vào bệnh viện phụ sản bây giờ họ làm nhanh như bỡn, rất bí mật, không ai biết được đâu. Hạnh. Không, không. Anh đừng phá đứa con đầu đời của chúng ta. Sau này em mới biết, Quắc đưa em đi nghỉ mát là để tìm mọi cách thuyết phục, mong em tháo gỡ cái thai. Xong rồi mới đưa em sang bên đó. Hạnh, hôm nay anh đưa em đến đây để nói với em rằng anh không còn yêu em nữa. Em không tin. Không tin à? Em không tin. Không tin à? Đã tin chưa em? Anh lại đến thế kia. Còn hơn thế nữa. Vào đây em. Đi đâu đấy anh? Cứ vào đây rồi biết. Xin giới thiệu với Hạnh. Đây là người yêu mới của anh. Anh Thảo, em nghĩ tình yêu như một cõi thiêu, xúc phạm đến sẽ chẳng còn gì nữa. Sau này Quắc có xin em coi như hành động đó là một sự nhầm lẫn, nhưng đêm đó em đã nhìn thấy rõ một khoảng tối tận đáy lòng anh ta. Đó là lần gặp gỡ cuối cùng sao? Vâng, em đã bỏ Quắc, nhưng đứa con thì em không chịu bỏ.
đứa con đầu lòng của em, đứa con gái. Trời ơi, khi em cho người đàn bà ấy, nó hay còn đỏ hòn mà mắt cứ chừng chừng nhìn em. Em cho người ta đứa con đầu lòng của mình sao? Anh tha tội cho em. Thế bây giờ còn tìm lại được không? Trời ơi, chắc là được. Nhưng giờ Quắc lại tìm em. Chẳng lẽ em với Quắc lại còn duyên nợ vì đứa trẻ đó hay sao? Anh Quắc đó, Vũ không phải là con anh đâu. Vì thực ra đứa con của anh là con gái. Sau khi anh xuất cảnh sang bên đó được 6 tháng thì Hạnh mới đẻ. Không có anh, không nơi nương tựa, lại hoảng loạn vì sắp phải thi tốt nghiệp. Cùng đường, Hạnh đã phải dứt lòng gửi một người đàn bà độc thân. Và không gặp lại nữa. Khi lấy tôi, cô ấy không dám tìm lại nó nữa. Anh phải biết rằng, 10 năm qua Hạnh sống với tôi như người mất hồn. Lúc nào cũng ám ảnh với đứa con gái đó. Không biết bây giờ nó sống ở đâu và sống ra sao. Liệu có tìm được cháu không anh? Mời anh. Nếu cố tình tìm, chắc là có thể được. Nhưng rất éo lẻ. Là vì Hạnh không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi hiểu. Tôi hiểu. Tôi hiểu ý của Hạnh rồi. Nhưng tôi xin thề với anh, tôi luôn tôn trọng hạnh phúc của anh chị. Chỉ miễn sao tôi tìm được cháu. Anh Thao, đó là đứa con ruột thịt của tôi. Anh hãy thuyết phục Hạnh hộ tôi nhé. Hãy giúp tôi anh Thao nhé. Muộn rồi. Tôi cho là đã muộn rồi. Anh đã muốn vùi nó xuống đất, nhưng nó vẫn ra đời. Đến nay đã được 10 năm trời. Nếu nó còn sống, chắc nó đã khôn lớn, đã nhận biết. Liệu gặp anh, nó có chịu nhận lại anh không? Anh Thảo, tôi chỉ mong anh hãy nói với Hạnh là hãy giúp tôi, chỉ đường cho tôi tìm ra cháu, để xem nó còn sống và có nên người hay không. Cũng phải nên tìm nó, thông tin cho nó biết nó không phải là đứa con hoang. Ăn đi con. Anh Thao ơi, anh Thao. Ơ kìa bác, bác vào nhà đi. Ăn nhanh lên cháu. Vâng ạ. Anh ấy đâu rồi? Cháu cũng không biết ạ.
Chiều nay thấy nhà cháu gọi điện nhắn là bận việc về muộn. Sao bây giờ vẫn chưa thấy về? Có việc gì đấy ạ? Ổn cả rồi. Chẳng nói dấu gì chị, thằng Huy nhà tôi sống ở cái xóm liều không yên, hàng xóm láng giềng nhiều người ác quá, cứ cái đà này rồi sẽ hỏng cả con lẫn cháu. Tôi phân tích cho nó đi đến quyết định, bán cái nhà nó đi, về đây tu sửa, xây cất cái nhà bên tôi. Bố con sống với nhau không khang trang, nhưng có xóm giềng tử tế yên phận. Thế việc quắc, anh ấy đã mua nhà của bác. Ờ thì thế, tôi sang đây là vì việc ấy đấy. Ngày mai nếu tay quắc đến đây, tôi phải trả hắn tiền thất hứa, vị chi là 6 triệu đồng. Mà thằng Huy nhà tôi thì chưa kịp bán nhà. Tôi thành tâm nếu anh chị có dư, cho tôi vay tạm. Nếu tài quắc đến đây mà tôi phải xin khất, bẻ mặt. May ra thì đủ ạ. Tại chúng cháu đang định gom tiền để lấy cái xe mà. Bác chờ cháu nhé. Bà ấy tên là Nụ. Vâng. Không biết là Thị Nụ hay là Thúy Nụ hay là Thu Nụ gì đấy, chả biết. Vâng. Nghe đâu hồi trẻ bà ấy rất xinh, phải nói là hoa khôi của làng ta đấy. Nghe đâu là tình duyên chắc trở, bà sinh được một đứa con gái, rồi nó lăn là nó chết. Vâng. Thế là bà đi ở vú, nghĩa là cho con người ta bú sữa của mình, chú hiểu chưa? Vâng, vâng, vâng. Bà nghe đâu sống ở thành thị quen hơi rồi, bà ấy nuôi con người ta, cho đến lúc trưởng thành, sinh con đẻ cái. Vâng, vâng. Rồi nó cho thôi việc, mà nghe đâu nó không... Thế bây giờ bà Nụ ở đâu ạ? Cách đây 10 năm. Chờ tôi bán điếu thuốc lào. Vâng ạ. Vâng ạ. Bà ấy lại về quê chứ gì ạ? Hồi đó tôi là nắm chính quyền, bà ấy về quê. Vâng. Không nhà không cửa. Vâng ạ. Không con không cái gì cả. Dạ. Thế là tôi cấp cho bà 2 sào đất. Dạ. Bà ấy dựng được một túp lều, tập làm ruộng kiếm sống. Vâng, vâng. Mà nghe đâu... Sao nữa ạ? Nghe nói bên làng Đại Phúc có người đẻ con rơi, thế là bà sang xin. Vâng. Ôi dồi ôi, phải nói là bà nuôi con khéo đáo để. Vâng, vâng. À, tôi nhớ ra rồi, cách đây 4 năm. 92, 93, 94, 95... Cứ coi là 4 năm cho nó nhanh. Loay hoay thế nào? Hai mẹ con bà làm cháy nhà, cháy sạch sành sanh, sức tàn lực kiệt. Thế rồi có người ở trên Hà Nội về xin đứa con bà ấy về nuôi. Con gái phải không ạ? Tất nhiên rồi. Thế tôi chưa kể cho anh à? Vâng vâng, tôi quên mất. Thế ai xin ạ? Ngày ấy tôi ký giấy cho bà ấy. Thế nhưng mà khổ quá tôi lại quên tên mất rồi. Thôi được rồi, anh sang hỏi bà Nụ xem sao. Thế bà ấy ở đâu ạ? Thật cam cảnh. Cho con rồi, bà Nụ khóc mấy ngày liền. Định đi ăn xin, thì lưng bỗng nhiên còng xuống. Tôi phải chạy trọt thỉnh thị mãi, mới xin cho bà được nhập khẩu vào trung tâm bảo trợ xã hội 3. Nghe đâu, cạnh quốc lộ 32A đấy. Anh đi tìm con phải không? Kìa em, anh nghĩ mãi rồi. Nếu không tìm được con cho em thì nhà mình không yên.
Anh hiểu, người mẹ mất đứa con thì sẽ bị dằn vặt suốt đời. Của cụ Mão đây ạ. Cụ Luyện đã đến dưới cụ ở đây. Thế cụ Luyện đã lấy được cơm chưa? Bên tôi còn mới vừng đấy. Mà có anh còn khổ quá thế này. Nhớ nha. Tôi không nuốt nổi cơm nát đâu bà. Trời đến lượt cụ rồi. Cụ thấy cái nhà ông tổ lấy cơm chưa? Tôi chỉ ra cụ tôi về đây. Cụ về trước nhá. Tôi về trước nhá. Xin cô đầu mài chó mùa. Bà Nụ lấy cơm chưa? Bà Nụ ăn cơm ở buồng. Vâng ạ. Vâng ạ. Cô Lan, bà Nụ ăn cơm chưa? Bà đang ăn cơm ở trong nhà. Chào cụ ạ. Chào cụ ạ. Chào chị. Chào anh ạ. Khỏi đây rồi. Kìa bà, bà hãy bình tĩnh đã nào. Đúng bình là tĩnh khỏi đi bà. Rồi bà báo tin cho người ta rồi hãy khóc. Người ta mất con, người ta khóc hết còn nước mắt rồi. Nó tên là Hoài đấy. Hoài ơi, bà có tội với cháu. Chị ơi, tôi có tội với chị không nuôi nổi cháu. Dạo ơi, anh ấy tìm được con thì Tết này bà có người lên thăm nuôi. Tháng trước kêu Hoài lên đây cho bà cái áo mới thùng mì. Nghe nói nó làm than ở bên Gia Lâm. Hoài ơi. Anh ơi, anh lỡ bần cho tôi hỏi, ở đây có cháu nào tên là Hoài không ạ? Anh là bố nó à? Dạ, cứ cho là như thế đi ạ. Anh vào trong này. Anh ngồi xuống đây. Con rơi của anh chứ gì? Các anh cứ đẻ vung đẻ vãi rồi ném vào xã hội. Nó làm cho tôi được nửa tháng. Ho. Có người ở bên Bát Tràng xin. Tôi cho rồi. Người ấy nghe đâu làm ăn cũng đàng hoàng, muốn gặp sang Bát Tràng tìm bà Nhã. Chào chị ạ. Chào anh. Chị lại muốn cho tôi gặp chị Nhã ạ. Dạ, tôi là Nhã đây ạ. Tôi đi tìm cháu Hoài ạ. À, anh là bố cháu Hoài đây ạ. Vâng, cứ cho là như vậy. Cháu có ở đây không ạ? Tôi có nhận cháu Hoài về đây. Cháu nó ốm yếu quá, tôi có chữa trị mãi cháu nó mới bình phục. Bây giờ nó phúng phính, khỏe khoắn lắm rồi. Nó xin đi làm việc nặng ở xưởng đất. Tuy có vất vả hơn nhưng kiếm được nhiều tiền. Nó bảo nó phải nuôi bà.
Mai. 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 Anh Thao, anh vừa mới xuống trưa nay à? Vâng, chuyến 11 giờ. Anh Thao, tôi muốn nhờ anh một việc. Tôi hiểu rồi. Hoài, Hoài ơi! Dạ. Nó đây. Đã đến lúc ta phải hỏi thằng nó. Con đi với bác hay về với mẹ?